Mời các bạn cùng nghe chuyện Sau khi Nam Phụ phá sản tập 37. Sau khi hệ thống rời đi, cô sống vẫn như cũ. Chân Trản từng thử gọi đối phương vài tiếng ở trong đầu, nhận được câu trả lời là một cuộc nói chuyện gà vịt. Hiển nhiên lúc rời đi không quên cúp máy. Ân Vĩnh Lá lại có quan điểm sắc bén. Gần đây số lần em ngẩn người giảm đi rõ rệt. Chân Trản cười khẽ. Trước kia em thường xuyên như đi vào cõi thần tiên sao? Ân Vĩnh Lan gật đầu. Giống như đang trao đổi vật chất vô hình nào đó trong hư không? Ba chấm. Cổ họng Trần Trản khẽ động nhưng nhanh chóng khôi phục. Nếu nói đối phương có bản lĩnh gì, chính là mỗi lần phủ định chỉ số thông minh của mình lại đột nhiên biểu hiện ra cơ trí thông suốt hơn người. Ân Vĩnh Lan. Hai ngày nay sắp xếp công việc chặt chẽ hơn. Thứ bảy đến bệnh viện thăm người. Trần Trản. Ai cơ? Ân Vĩnh Lan nở nụ cười. Trần Trản chỉ vào chính mình. Em có biết? Ân Vĩnh Lan gật đầu. Trần Trản. Có liên quan đến Lâm gia. Ân Vĩnh Lan ừ một tiếng. Thứ bảy là một ngày nắng đẹp. Chưa đến giữa trưa, ánh mặt trời đã nóng đến mức làm cho người ta khó chịu. Trần Trản cầm một chiếc ô đen lớn, có chút hối hận không chọn ra cửa lúc chạng vạng. Cũng may sau khi đi vào cửa, rất nhanh cảm nhận được không khí tốt đẹp của điều hòa. Chưa kể là bệnh viện tư nhân, đây thậm chí là lần đầu tiên cậu đặt chân vào phòng bệnh tư nhân. Được trang trí đầy đủ tiện nghi, rất rộng rãi, giống như ở trong một khách sạn 5 sao. Vốn tưởng rằng lần này tới thăm Khương Dĩnh đang mang thai, không ngờ người nằm trên giường bệnh chính là Lâm Trình Ngang. Trần Trản kinh ngạc nhìn Ân Vĩnh Lan, người sau thì vẻ mặt bình tĩnh đem lễ vật đặt lên bàn. Vẻ mặt Lâm Trình Ngang lạnh như băng. Anh tới đây làm cái gì vậy? Chúng ta có hợp tác. Ân Vĩnh Lan thản nhiên nói. Đến thăm đối tác chính là phép lịch sự. Lâm Trình Ngang chậm rãi phun ra mấy chữ. Trên thực tế. Một phút im lặng trôi qua. Thực ra gần đây tâm tình của em ấy không tốt lắm. Ân Vĩnh Lan nhìn Trần Trản trước mới nói tiếp. Liền đi ra ngoài giải sầu một chút. Tuy nói chỉ có người tâm lý vặn vẹo mới có thể từ bất hạnh của người khác mà có được khoái cảm. Nhưng quan hệ giữa Trần Trản và Lâm Trình Ngang tương đối kỳ lạ. Bất kỳ người nào xui xẻo, người kia hẳn là đều sẽ có tâm tình không tồi. Mẹ nó, thật ra đây là một loại hiểu lầm đối với Trần Trản. Trọng điểm cậu quan tâm hiển nhiên không phải là người ở trên giường bệnh kia. Em không vui, anh liền nhìn ra được. Ân Vĩnh Lan mở miệng. Đương nhiên. Trong mắt thể hiện ân ái thầm lặng. Bên kia Lâm Trình Ngang nhìn Khương Dĩnh. Phiền toái mời hai người bọn họ đi ra ngoài, nhớ róc muối ở cửa. Trần Trản thấp giọng hỏi. Mắc gì lại đi róc muối? Ân Vĩnh Lan. Một loại phong tục không cần để ý. Trò đùa một vừa hai phải. Từ lúc vào cửa, Trần Trản cuối cùng cũng nói một câu. Tay sao lại bị thương? Cánh tay được bó thạch cao, hiển nhiên nguyên nhân nằm viện là do gãy xương. Bị ngã? Sắc mặt Lâm Trình Ngang càng lúc càng lạnh. Trần Trản hỏi kỹ, người sau không nói gì. Ngược lại Khương Dĩnh ngôn hòa nói. Nửa đêm thức dậy, không cẩn thận ngã. Chăm chú nhìn Lâm Trình Ngang vài giây, Trần Trản nhướng mày. Chẳng lẽ chân của anh thật sự là phẳng lì hả? Lâm Trình Ngang thản nhiên nói. Nhà quá lớn. Lượng tin tức dồi dào. Trong nháy mắt Trần Trản không thể tỏ ra thâm cảm với anh ta vì sự hận thù của cải. Sau khi hòa hoãn, lông mày nhíu lại. Lâm Trình Ngang không muốn gặp bọn họ. Vậy tin tức anh bị thương chỉ có thể truyền ra từ miệng Khương Dĩnh. Tại sao đối phương lại điểm mình đến? Đây không phải là tương đương với biến tướng tra tấn Lâm Trình Ngang sao? Khương Dĩnh ngọt quả táo, đồng thời liếc mắt nhìn người bên cạnh. Ý tứ là chồng cô bày mưu tinh kế. Đúng lúc này, Lâm Trình Nga đột nhiên mở miệng, thanh âm xen lẫn một tia trào phúng. Nhập mộng giả? Đề tài lệch khỏi quỹ đạo quá nhanh, Trần Trản nói. Công ty đã làm sáng tỏ. Lâm Trình Nga mặt không chút thay đổi. Anh đã từng viết muốn chuyển thế đầu thai thành con của tôi. Hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, Trần Trản vô thức đảo qua cánh tay Khương Dĩnh đặt ở trên bụng, thở dài nói. Tôi là người sống. Lâm Trình Ngang nhấc mí mắt lên, đảo qua từ trên xuống dưới. Trên người cậu có quá nhiều chỗ quỷ dị, tôi không tin. Trừ phi. Trần Trản nghe hắn nói tiếp. Nghe nói nhiệt độ cơ thể quỷ khác với người thường. Trừ phi cậu để cho tôi chạm vào một chút. Lời còn chưa dứt, Khương Dĩnh giống như muốn xé một tờ giấy, nhưng lại dùng tay kéo mạnh,
Một cơn gió lớn vang lên, cuộn giấy đập vào mặt Lâm Trình Ngang một cách chuẩn xác. Không sao chứ? Không hổ là anh Hậu, sau khi sự việc xảy ra, trong mắt tràn đầy lo lắng, còn nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa sườn mặt đỏ bừng. Em không phải cố ý, nhất thời tay trơn, có đau hay không? Ân Vĩnh Lan nhịn không được nhìn về phía Trần Trản, thấy cậu không có phản ứng đặc biệt, hơi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, liền thấy Trần Trản từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi chép, thấp giọng cảm thán. Thì ra còn có loại thao tác này. Đánh người cũng được coi là một tổn thất không chú ý, thậm chí bày ra bộ dáng thân thiết động lòng người. Hiện tại xem ra, phương thức đối đãi của cậu đối với Ân Vĩnh Lan có chút đơn giản và thô lỗ. Không biết tại sao, lại đem sự bất công thường ngày gặp phải nhất nhất nói ra, mặc cho người ta chê cười. Khi Trần Trản múa bút thành văn, Ân Vĩnh Lan dần dần nhận ra không ổn. Lâm Trình Ngang đang trả thù mình bằng cách mang Trần Trản đến tìm vui vẻ. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ôn nhu, chạm vào đầu ngón tay người bên cạnh. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về. Chỉ là lần này yêu cầu bị tự động chặn lại, Trần Trản giống như một học sinh chuyên tâm lắng nghe. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Trình Ngang nói nhiều như vậy trước mặt cậu. Sau khi ghi hẳn hết cuốn sách, Trần Trản mới rốt cuộc dừng lại, vô cùng cảm kích nói. Nghe anh nói chuyện một buổi, còn hơn 10 năm đọc sách. Màn theo thành quả hậu hĩnh rời đi, Lâm Trình Ngang được Khương Dĩnh dìu xuống giường, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía hai bóng lưng rời khỏi ngoài viện. Khương Dĩnh đem quả táo vào thành miếng nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Lần này hài lòng rồi sao? Bầu không khí trầm mặc đã biến mất từ lâu, nụ cười của Lâm Trình Ngang xuất phát từ nội tâm. Ân Vĩnh Lan có thể bao dung một người như vậy, khoảnh khắc vừa rồi sắc mặt có thể nói là tương đối khó coi. Khương Dĩnh nhìn anh thật sâu. Anh cảm thấy vui vẻ là được rồi. Một người tự chịu khổ, một người thắng lợi trở về. Sau khi trở về biệt thự, câu đầu tiên của Trần Trản là: Em đi sáng tác, anh có việc bận thì đi đi. Nói xong liền đi đến thư phòng. Ân Vĩnh Lan giữ chặt cậu, nhìn chăm chăm vào chiếc túi căng phòng. Trần Trản bật cười. Yên tâm, chỉ cần anh không phạm sai lầm, những thứ này sẽ không có tác dụng quá lớn. Tiếng đóng cửa lớn hơn vài phần so với ngày thường. Nhìn chằm chằm cánh cửa kia hồi lâu, Ân Vĩnh Lan dự cảm con đường phía trước gian nan, khẽ khẽ thở dài. Bản tính xấu nhất của con người là thích suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thực Trần Trản không có ý gì khác, đơn thuần cảm thấy mới mẻ nên ghi lại. Hiện tại cũng là vì thời gian còn sớm, chuẩn bị thêm nhiều hơn. Cửa thủy tinh nhẹ nhàng gõ gõ vài cái. Có cửa sao không đi? Thành niên cười lớn, trong ngực nhảy ra một thứ. Ký chủ, tôi trở về rồi. Trần Trản bình tĩnh nhìn nó, bất quá vài giây liền hỏi. Mi là ai? Ngay sau đó, Trần Trản nhìn về phía thanh niên, ánh mắt như dao. Người muốn cùng người ngoài hợp mưu lừa gạt ta? Thanh niên hốt hoảng xua tay. Tôi là bị ép buộc. Không ngần ngại đổ hết trách nhiệm cho đối phương. Tất cả đều là nó dùng vũ lực ức hiếp tôi. So với sự không biết phải làm sao của mình, kẻ mạo danh rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Làm thế nào để cậu phát hiện ra rằng tôi không phải là 076? Hệ thống chỉ có một cái miệng, thật nhìn rất khó nhận ra. Trần Trản lại nghiêm túc nói. Nó là một viên cầu, còn cậu chỉ là một hình tròn. Cuối cùng, không đủ tròn. Ba chấm. Hình tròn vung tay lên, thanh niên đột nhiên bị đánh sang một bên. Không biết là giả bộ hay là bản lĩnh lớn. Ít nhất giờ phút này, khi thế của hình tròn hết sức đắn đo. Tôi đến là để bàn chuyện làm ăn. Trần Trản thờ ơ bật máy tính lên, ung dung ngồi trên ghế xoay. Hình tròn đang chuẩn bị nói hai câu tàn nhẫn liền nghe cậu nói. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, đơn giản là vì quy tắc nào đó, không dám tùy tiện động thủ. Cảnh tượng nhất thời hết sức lúng túng, hình tròn một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Tổng bộ có thể chống đỡ đến nay, có rất nhiều con át chủ bài, phần thắng của 076 không lớn. Trần Trản mặt không chút thay đổi a một tiếng, chờ nó nói trọng điểm. Chỉ cần cậu chịu ký hiệp ước này, tôi liền gia nhập đội ngũ của 076 cùng nó âm mưu đại sự. Trần Trản liếc mắt một cái, thay vì nói là hiệp nghị, hình dung thành khế ước càng thích hợp hơn. Phía trên yêu cầu trả cho hệ thống 239 giá trị tẩy trắng kiếm được trong 3 năm. 239 là mi. Hình tròn gật đầu, bắt đầu đánh bài tình cảm. Trước khi 076 đi cũng không quên mở ván cược, để cho cậu làm người hưởng lợi. Chút hy sinh này tính là cái gì? Trần Trản.
Nếu không ký thì sao? Hình tròn. Mỗi ngày tôi sẽ đến tìm phiền toái. Mặc dù không có cách nào trực tiếp sử dụng bạo lực, nhưng thủ đoạn tra tấn người khác tôi có rất nhiều. Nói xong lại bổ sung. Hệ thống không có ở đây, cậu chỉ có thể đổi đạo cụ bình thường, không ngăn cản được bao lâu. Hình cầu nặng nề gật đầu, nhìn chằm chằm vào hiệp định hồi lâu. Lông mi trần trản khẽ run lên, đặt bút ký tên. Hình tròn sợ cậu đổi ý, vội vàng đem hiệp nghị trở về bảo quản, vui mừng khôn xiết. Được rồi. Trần trản. Hy vọng mi tuân thủ ước định. Hình tròn cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi. Trần trản. Có việc gì không? Thanh niên. 3 năm làm việc không công, không phải là nó quá rẻ hay sao? Trần trản tựa tiếu phi tiếu nhìn lại. Thanh niên có chút chột dạ. Dù sao ngay từ đầu mình cũng muốn xem có thể nhân cơ hội vớt chút chỗ tốt hay không. Thực lực 239 như thế nào? Thanh niên. Mạnh mẽ lắm anh hai. Trần trản đăm chiêu. Vậy cũng không thiệt thòi. Thanh niên bỗng nhiên trầm mặc một lát, sau đó nói. Không thể tưởng tượng được cậu có thể vì hệ thống mà làm được đến loại trình độ này. Theo hắn thấy, đối phương tuyệt đối sẽ không bị uy hiếp bởi loại hình này. Trần trản buồn cười. Tao đã làm gì? Thanh niên. Đương nhiên là giúp 239 kiếm được 3 năm giá trị tẩy trắng rồi. Ánh mắt Trần trản truyền lạnh. Ai nói tao muốn giúp nó? Ký khế ước sẽ không còn đường đổi ý. Thanh niên giải thích đó cũng là một đạo cụ, nếu vi phạm sẽ bị phản vệ vân vân. Cho lên nước ta ký, chữ trản viết ít một chút. 3. Sự thật chứng minh đạo cụ cũng không thông minh, không đạt được hiệu quả tự động phát hiện. Trần trản lắc đầu. Còn nữa, rõ ràng thời gian đầy đủ nhưng không biết kiểm tra. Nói như vậy thì cử phải chịu thiệt thòi lớn. Thanh niên 3. Làm người được chứ? Trần trản nhíu mày. Không ngờ lại dễ lừa như vậy. Thủ đoạn này không tính là cao minh, thậm chí có chút kém cỏi. Thanh niên nhìn khuôn mặt cậu với vẻ u sầu. Vậy thì thật là ủy khuất cho ngài. Trần trản cứ nhiên còn đang suy nghĩ sâu sắc. Có lẽ bởi vì thế mà 076 mới là một viên cầu. Biết rõ không nên hỏi, thanh niên vẫn không kiềm chế được sự tò mò. Có liên quan đến hình thể không? Cậu thấy đấy, chúng có kích thước tương đương nhau. Trần trản khoe khoang kiến thức khoa học tự nhiên cực kỳ kém cỏi của mình. Nhưng một là mặt cắt ngang hình tròn, một là hình cầu. Cái sau chắc chắn có thể dùng nạp thể tích nhiều hơn cái trước. Quả bóng ba lê hình tròn, giữa chữ IQ có thể tưởng tượng được. Thanh niên bị quấn vào. Là như thế này sao? Trần trản gật đầu. Ta đặt tên cho chân lý này là đệ nhất định luật của Trần trản. Thanh niên không dám nói rõ, thầm nghĩ tên này thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học là chính đáng. Trần trản không lãng phí thời gian nữa, tĩnh tâm bắt đầu viết nhiều hơn. Thanh niên thì chuẩn bị làm công tác điều tra thống kê. Nếu Ân Vinh Lan ở chỗ này, chắc chắn sẽ cảm thấy không nói lên lời vì sự nhiệt tình với công việc và tò mò này. Trong lúc nhất thời, thư phòng chỉ có lại tiếng gõ bàn phím. Thanh niên bất quá chỉ nóng có 3 phút, sau đó nhìn bóng lưng Trần trản, mấy lần muốn nói lại thôi. Đợi đến khi cậu đứng dậy chuẩn bị thêm nước vào cốc mới nói. Tại sao cha nuôi không cùng hệ thống đi tranh đấu giành thiên hạ? Mưu sĩ cùng chiến sĩ, một sự kết hợp hoàn hảo. Trần trản nhìn nó một cái, lạnh nhạt nói. Tính mạng của ta sống tạm bợ qua ngày trong thời loạn thế, không cầu văn đạt với chư hầu. Cuối cùng đưa ra một tuyên bố kết luận. Ta là tương đối khiêm tốn. 3. Nhìn bộ dáng của nó, Trần trản nhịn không được, cười lắc đầu, nói ra sự thật. Ta không làm chuyện không có nắm chắc. Hướng làm người tiếp ứng, thời điểm mấu chốt thất bại còn có thể chuộc nó về. Dứt lời, định ngồi trước máy tính. Cố gắng tăng gấp đôi lượng công việc cũng là có nguyên do. Chỉ số thông minh của hình tròn rõ ràng không cao, khả năng nói dối càng không lớn. Điểm này phản ánh trận chiến lần này của hệ thống rất ác liệt. Hướng dẫn viên du lịch đã rời đi, kế hoạch tham quan du lịch trong não tạm thời bị đình chỉ. Trần trản chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất kiếm được giá trị tẩy trắng. Chưa kể, những khoảnh khắc rảnh rỗi không quên tẩy não cho anti-fan. Nói trắng ra là, bản chất là để dành tiền bảo lãnh cho một người nào đó có tham vọng cao xa. Công việc đang hoàn thành tốt khiến mệt mỏi cũng bị lãng quên. Tiếng gõ cửa vang lên, Trần trản mới ý thức được đã đến gần nửa đêm. Ân Vinh Lan đẩy cửa tiến vào. Truyền thống của gia đình chúng ta, 1 tháng không được thức khuya quá 3 lần. Trần trản giờ phút này không hề buồn ngủ. Có thể đền bù không? Ân Vinh Lan nhìn cậu,
Đáp án không cần nói cũng biết. Trần Trản suy nghĩ một chút. Em có thể dùng một nụ hôn để đổi. Ân Vĩnh Lan không hề lộ vẻ xúc động. Làm ăn chú ý chính là trung thực, quy tắc xây dựng phải tuân thủ. Bất lực liều lại tài liệu, Trần Trản xoa xoa huyệt thái dương. Vậy thì ngủ đi. Đêm hè vô cùng oi bức, Ân Vĩnh Lan ở dưới ga giường trải thêm một tầng chiếu lạnh, ngủ coi như thoải mái. Cửa sổ mở ra, thỉnh thoảng thổi vào một làn gió mát, mang đến một hương thơm của hoa dại không tên trong sân. Dưới ánh trăng, hai tròng mắt nhắm chặt mở ra, Ân Vĩnh Lan chậm rãi tới gần mục tiêu, hời hợt nhấp một chút. Bí quyết của công việc kinh doanh là sử dụng chi phí tối thiểu để có được kết quả một mũi tên trúng hai đích. Thức khuya vì công việc là không thể, nhưng nụ hôn đến miệng cũng không thể thiếu. Đêm nay mặt trăng rất chói mắt, phản chiếu lông mi cong vút càng thêm mê người. Ân Vĩnh Lan mím môi, thầm nghĩ một thương nhân thành đạt phải học được một vốn bốn lời, không nhịn được lại mổ một cái. Tiến hành được đến lần thứ tư, một bàn tay giơ lên cao, cực kỳ giống mặt trời mọc, nhiệt độ vỗ trên mặt cũng rất nóng bỏng. Ánh mắt Trần Trản phảng phất đắm chìm trong bóng tối vô biên, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Từng chút lại từng chút, thật sự coi mình là chim gõ kiến sao? Anh xin lỗi. Ân Vĩnh Lan thuần thục xoa xoa mặt, đánh thức em dậy. Trần Trản liếc anh một cái, xoay người tiếp tục ngủ. Nguyên bản cũng không có bao nhiêu buồn ngủ, bởi vì một vài tiết mục xen giữa, dẫn đến sau nửa đêm, Trần Trản cơ bản không ngủ được. Ngày hôm sau quầng thâm mắt thập phần nổi bật. Ngược lại, trạng thái tinh thần của thủ phạm không tồi. Tự biết đối lý, Ân Vĩnh Lan lấy lý do đi làm, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Chạy khá nhanh. Trần Trản lắc đầu, tầm mắt bất hình lình dừng lại trên người thanh niên. Người thứ hai dùng mình một cái, cửa thành bốc cháy. Hắn nhất định sẽ trở thành cá trong chậu bị vạ lây. Cái đó. Cố gắng tổ chức ngôn ngữ để đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương. Một cuộc gọi bất ngờ đã kịp thời cứu người thoát khỏi biển khổ. Tôi biết rồi. Trần Trản nhìn đồng hồ treo tường. Trước một giờ tôi sẽ chuyển qua cho anh. Thanh niên sợ chết lại không thể quản lý nổi sự tò mò. Điện thoại này của ai vậy? Trần Trản ngược lại trả lời. Nhà thiết kế trò chơi, muốn viết thêm một vài nhánh, cuối tuần cập nhật trò chơi. Mấy cái game còn con đó tôi cũng đã tải về. Thanh niên hào hứng. Khi nhân vật phản diện chết đặc biệt có cảm giác. Để chứng kiến cách chết khác nhau của kẻ phản diện Trần Trản, hắn còn kiêu ngạo tiến vào gia tộc vàng Crichton. Đối đãi với game thủ, thái độ của Trần Trản còn xem như khoan dung. Động tay động chân dặn dò thanh niên giữ im lặng, bắt đầu tiến hành bổ sung đầu nhánh. Mấy giờ tiếp theo đều là tương đối bận rộn, gửi tài liệu qua, ngay sau đó ra ngoài tham gia sinh hoạt của câu lạc bộ sách. Sau khi kết thúc, lại đi tham quan lớp dạy kèm máy tính, bởi vì ngày đó hệ thống vừa nói ba điều, tạm thời nảy lòng muốn báo danh vào lớp huấn luyện máy tính. Cuối cùng kiệt sức trở về nhà và nhận ra rằng bản cập nhật ngày hôm nay vẫn chưa bắt đầu được viết. Ân Vĩnh Lan đã vào cửa sớm vài phút, thấy cậu không có nhắc lại chuyện cũ. Thậm chí ngay cả khí lực mắng mình cũng không có, không khỏi buồn cười. Đi khai hoang sao? Trần Trản yếu ớt liếc nhìn anh một cái. So với khai hoang còn mệt hơn. Ân Vĩnh Lan giải quyết vấn đề. Không bằng trước tiên em đi ngủ một lát, anh sẽ ghi lại lời nói mớ. Trần Trản suy nghĩ một chút, đây cũng là một chú ý không tồi. Nếu như không phải gián tiếp nhớ tới lần trước nói mớ bị đối phương gặp, nói dối nhập vào mộng, cậu có thể đã đứng dậy và chào một cái ôm ấp, ấm áp, mặc dù đã kiệt sức. Chỉ mất vài giây, Trần Trản ngửa mặt nằm trên sofa, rất nhanh tiến vào mộng tưởng. Ân Vĩnh Lan ngồi trên thảm, đặt máy tính lên đầu gối chuẩn bị làm một người ghi chép an tĩnh. 40 phút trôi qua, Ân Vĩnh Lan giải thích, nhưng em hoàn toàn không nói một câu nào. Trần Trản sửng sốt một chút, quyết định đọc lại dàn ý, ngã xuống tiếp tục ngủ. Nửa tiếng sau lại được đánh thức. Ân Vĩnh Lan, em vẫn không nói gì cả. Trần Trản trước khi đi ngủ cố ý hồi tưởng lại một số tài liệu thú vị, hơn nữa quả thật mơ thấy những mảnh ghép có liên quan, không khỏi buồn bực. Đôi câu vài lời cũng chưa từng thổ lộ. Ân Vĩnh Lan gật đầu. Đang lúc âm thầm kỳ quái, Trần Trản bỗng nhiên nhìn thấy thanh niên nằm sấp ở đầu cầu thang. Đối phương đang cố ý lảng tránh tầm mắt của cậu. Trần Trản vẫy vẫy tay, thanh niên không quá cam tâm tình nguyện đi xuống. Trần Trản nhớ mày, có việc gạt tôi? Phản xạ có điều kiện của thanh niên là lắc đầu.
Trần Tràn lãnh đạm phun ra một chữ. Nói. Thanh niên dường như vô tình liếc tới Ân Vinh Lan, lại nhanh chóng cúi đầu, rõ ràng là ở bên trong có người kiềm chế. Trần Tràn thử phiên dịch. Tôi đã nói mớ, nhưng anh ấy không ghi lại nó. Thanh niên ngầm thừa nhận. Ân Vinh Lan thanh âm không lớn, lại mang theo 100% lãnh ý, chỉ trích thanh niên nói dối. Thanh niên. Rõ ràng là anh ta ghét bỏ nội dung giấc mơ của cậu quá đen tối, mới cố ý không ghi chép lại. Trần Tràn suy nghĩ một chút, chấp pháp giả không có lý do nói dối. Ân Vinh Lan. Người này hôm trước mưu toan dùng điện thoại di động của anh nạp tiền điện thoại chơi game, bị bắt quả tàng ngay tại chỗ. Trần Tràn thở dài một tiếng nhìn về phía thanh niên. Cậu còn có sở thích này. Hai bên đều cứng nhắc. Một từ, ngược lại có một câu cơ hội giống nhau. Tôi sẽ không lừa gạt cậu. Một đứa con trai lùi, một người yêu sống chung, thành thật mà nói, không ai đáng tin cậy. Trần Tràn bỗng nhiên có chút hoài niệm hệ thống, không truy cứu nữa, tay làm hàm nhai tự mình hoàn thành cập nhật. Nhìn ra tâm tình của cậu không tốt lắm, lúc ăn cơm tối, ai cũng không dám nói nhiều. Trong tĩnh mịch trầm lặng, Trần Tràn cùng thanh niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhau. Trong mắt đều có một chút kinh ngạc. Không có hắn, 10 giây trước, có một lượng lớn giá trị tẩy trắng ghi vào sổ sách. Ít nhất chứng minh là sóng công kích đầu tiên của hệ thống đã thắng lợi. Tuy rằng còn có vài trận, miễn cưỡng coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Không thể tin được. Thanh niên lẩm bẩm thì thào, một lát lại hối hận không thôi. Sớm biết thì thêm vài tiền cược nữa. Trần Tràn nhìn biểu tình liền biết là muốn làm cái gì, quyết định tìm kiếm mấy trường hợp đánh cược đến cuối cùng hai bàn tay trắng để hắn tỉnh táo một chút. Trần Tràn mím môi vứt đi quan hệ. Ta và nó không quen nhau. Sau bữa cơm, cậu lập tức trở lại trạng thái im lặng. Thừa nhận gọi một tiếng là cha nuôi, Trần Tràn sau khi ăn xong thập phần nghiêm túc nói rõ chuyện đặt cược. Muốn vui vẻ là tốt rồi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ táng ra bại sản. Đi theo bên cạnh cậu lâu như vậy, chỉ số thông minh của thanh niên ít nhiều tăng lên một chút. Tổng bộ sừng sững đến nay nhất định là có lá bài tẩy. Hệ thống dễ dàng bắt được một ván cũng không biểu đạt được cái gì. Tôi hiểu rồi. Thanh niên. Có đôi khi phải chiến thắng, nhưng không phải là đánh cược may mắn. Câu nói triết lý này khiến Trần Tràn không thoải mái, không thể tiếp tục. Thanh niên một bên âm thầm suy tư, không biết đã quyết định gì. Hôm sau khi Trần Tràn tỉnh lại, căn phòng quá mức yên tĩnh. Mấy ngày này thanh niên vì lấy lòng sẽ chủ động dậy sớm pha trà. Hôm nay trên bàn ăn lại trống rỗng. Trần Tràn tìm một vòng, cuối cùng ở dưới gối trong phòng tìm thấy một tờ giấy. Tôi quyết định đi theo vết xe đổ của 239. Cha nuôi, tôi gọi cậu một tiếng cha. Thất bại nhớ vớt tôi ra. Trần Tràn thở dài. Đúng lúc Ân Vinh Lan vừa rửa mặt xong hỏi. Người tìm được chưa? Trần Tràn. Đi nhập ngũ rồi. Ân Vinh Lan cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt cậu nhìn người coi như chuẩn. Hắn rõ ràng chính là một kẻ sợ chết. Thanh âm ồn ào cắt đứt suy nghĩ của anh. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Trần Tràn thái độ khác thường, lại vừa ăn cơm vừa xem phim hoạt hình. Giữa chừng còn hỏi một câu. Anh xem hồ lô A này có giống số phận của em không? Chờ mắt nhìn đồng đội từng người một đi tặng đầu người. Cậu còn phải tận tụy làm việc, tích góp giá trị tẩy trắng để chuộc người. Hệ thống đi rồi, và thanh niên cũng đi nốt. Không có ở Mỹ, nhất thời ngược lại thanh tĩnh làm cho người ta không thích ứng. Trần Tràn đột nhiên nghĩ đến một câu. Ở trên cao rất lạnh. Tự mình đa tình trong chốc lát, nhịn không được vì loại ý nghĩ này mà vui vẻ. Có lẽ nên xem phim cung đấu để làm mới bản thân. Ân Vinh Lan nghe thấy lời thì thầm này nhưng không phản đối. Bất kể thế nào, ít nhất so cũng phải tốt hơn một chút so với đứa bé trong bụng đang xem lúc này. Anh chủ động bật tivi, chuyển kênh thì đột nhiên nghe thấy một tiếng. Chờ một chút. Trần Tràn chớp chớp mắt. Lui về phía sau hai kênh. Đang chiếu là một chương trình tuyển chọn showbiz. Ca sĩ bên trong tướng mạo thập phần xuất chúng. Từ mặt nghiêng nhìn có vài phần giống Khương Dĩnh. Không giống như giọng hát trong trèo của giọng nữ bình thường. Giọng nói của cô ấy thập phần khàn khàn, giống như cái đàn nhị cũ kỹ, nhưng lại không có loại thành thật chất phác này. Khuôn mặt này Ân Đình Lan cũng có ấn tượng nhíu mày. Sao lại là cô ta? Khoảng vài tuần trước, thi thể của người phụ nữ mới xuất hiện trong sân nhà của mình. Mặc dù có hình xăm rất cổ quái đã bị che khuất, vẫn khó có thể che giấu vết sẹo trên cổ cô gái trên tivi.
cùng với vết thương chí mạng của thi thể lúc trước giống nhau, thiên hạ không thể tồn tại lại trùng hợp ngẫu nhiên này. Trần Trần mặc dù không biết nguyên nhân bên trong, nhưng khẳng định thao túng thân thể cô gái là một vị chấp pháp giả. Còn không bằng lúc trước chôn ở trong sân. Cậu cúi đầu thở dài một tiếng, để cho chấp pháp giả đến thủ hồi xác, thuận tiện nhưng hậu hoạn vô cùng. Ân Vinh Lan nhìn Trần Trần. Em biết chuyện này không? Trần Trần. Thế gian rộng lớn như vậy, không phải lái xác chết, đại khái là thủ đoạn tương tự. Ân Vinh Lan trầm mặc một lát sau. Đối với em có bất lợi gì không? Trần Trần hơi sừng sốt lắc đầu. Ân Vinh Lan chuyển kênh không quan tâm nữa. Thời gian gần đây, bộ phim cung đấu được công chiếu không ít, rất nhanh đã tìm được. Tâm tư Trần Trần không ở trên đó, ánh mắt chú ý tới Ân Vinh Lan, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đối phương hấp dẫn cậu chính là điểm ấy, vĩnh viễn không có nhiều việc, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Chờ Ân Vinh Lan đi làm, Trần Trần bắt đầu tìm kiếm tin tức của cô gái. Hiện tại cô dùng nghệ danh là Diệp Yêu, bởi vì có chút giống Khương Dĩnh, còn có vết sẹo trên cổ, vài ngày ngắn ngủi đã gây ra một làn sóng nổi tiếng. Không bao lâu sau, Trần Trần nhận được tin tức của mấy người mắc kẹt ở nước ngoài. Có một người giống đến kinh khủng, xin mượn giá trị tẩy trắng. Lúc trước những người này phản bội, gián tiếp dẫn đến Ngô tiên sinh lốc ao. Trần Trần niệm chút tình cũ này chuyển đi một chút. Cảm ơn. Chấp pháp giả gần đây đặc biệt kiêu ngạo cũng đáng sợ, đột nhiên thu chốt giá trị tẩy trắng của năm sau. Có người mắc kẹt đã bị lọt và xóa sổ. Tin nhắn này ngược lại giải thích nghi hoặc. Trần Trản từng kỳ quái vì sao Ngô tiên sinh tình nguyện bị nhốt trong tù, cũng không xuất trình giấy chứng nhận tâm thần phân liệt giảm nhẹ tội lỗi. Chắc là dự đoán sẽ có một ngày như vậy. Hệ thống và tổng bộ tuyên chiến. Tổng bộ không rảnh ràng buộc chấp pháp giả, tương đương với một ông chủ đơn vị đi công tác. Người ở dưới lười biếng hoặc làm chút động tác mờ ám là chuyện bình thường. Trần Trản mơ hồ có dự cảm, chấp pháp giả lấy thân phận Diệp Yêu làm việc, rất nhanh sẽ tìm đến. Lo lắng bị trì hoãn thời gian, cậu ngay lập tức thắt TV để lựa chọn cập nhật bản thảo. Khoảng 2 giờ sau, Vương Thành đột nhiên gọi điện thoại, nói rằng chương trình phổ biến hiện nay chủ động ném cành ô liu, mời cậu làm khách mời bí ẩn tham gia vào buổi hát. Diệp Yêu hiện tại được xưng là Tiểu Khương Dĩnh, các cậu lại cùng một bàn, nhất định là một đợt làn sóng nổi tiếng. Vương Thành đứng ở góc độ thương mại mưu tính sâu sắc nói, sau này cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng, chuyện này đối với cậu là chuyện tốt. Trần Trản suy nghĩ một chút, không từ chối. Vương Thành tựa hồ còn rất coi trọng lần hợp tác này, khi tiếp cận trọng vạng chủ động tới cửa một chuyến, mang đến mấy khúc nhạc. Đối phương chọn mấy ca khúc, cuối cùng hát bài nào do cậu quyết định? Trần Trản không thèm để ý, tùy tiện rút ra một cái. Chỉ bài này thôi. Khóe miệng Vương Thành giật giật, hiển nhiên nhìn ra hắn không yên lòng. Vốn định nhấn mạnh thêm một chút, nghe được Trần Trản khẽ ngầm hai câu hát, hiệu quả ngoài ý muốn không tồi. Đèn trong phòng vừa mới được bật thì lại tắt. Mới được bật lên lần nữa, ánh mắt Trần Trản theo ánh sáng lé lên một chút. Người ta nói rằng cái chết giống như ngọn đèn, nhưng đối với tôi mà nói, nó lại là sự khởi đầu của mọi phiền toái. Bà chấm, phát biểu kỳ quặc gì vậy? Bài hát đã chọn xong, những người khác cũng lười truy cứu. Vương Thành và Trần Trản hợp tác lâu như vậy, có thể tồn tại đến nay vẫn chưa bị đưa vào cục cảnh sát, dựa vào việc thiếu một chút lòng hiếu kỳ. Buổi diễn tập được ấn định vào chiều thứ năm. Khi Trần Trản đến, ngoại trừ ban nhạc cùng mấy nhân viên công tác, địa điểm biểu diễn khá trống trải. Thiết bị vẫn đang được gỡ lỗi. Giọng nói khàn khàn đến từ phía sau. Chúng ta có thể ngồi một lúc. Hai bên ngồi ở hàng ghế giám khảo đầu tiên. Diệp Yêu cúi đầu quan sát. Trần Trản đắn đo. Bắt chước làm theo tương tự cách dùng cho người bị mắc kẹt. Trần Trản dùng văn chương nâng Ngô tiên sinh thành người nổi tiếng, nhất cử nhất động dưới sự giám sát của công chúng không làm bệnh. Hiện giờ chấp pháp giả mượn thủ đoạn tương tự. Trần Trản ừ một tiếng. Diệp Yêu dường như bất mãn với phản ứng của cậu. Anh không có gì để nói sao? Nữ nhân khi còn sống cậu đã nhắc nhở qua, không thể tưởng tượng được sau khi chết loại thói quen này vẫn còn bị chấp pháp giả kéo dài. Đừng quá đắc ý. Diệp Yêu cúi đầu cười. Bây giờ không giống ngày xưa, chúng ta mỗi người chiếm được thân thể của mấy người bị mắc kẹt. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ bị lọt vào các lĩnh vực khác nhau. Trần Trản vỗ tay tán thưởng. Trở nên thông minh rồi. Anh. Đây là một bài hát tình yêu được hát bởi đôi nam nữ.
Chấp pháp giả dù sao cũng không được huấn luyện diễn xuất chuyên nghiệp. Khi mở miệng hát đến câu người yêu của em, cảm thấy ghê tởm, chạy xuống dưới đài nôn khan. Lần thứ hai, đối diện với ánh mắt trìu mến của Trần Trản, trong nháy mắt bị chán ghét đến quên lời. Trần Trản vẻ mặt lo lắng làm bộ thân thiết. Không thoải mái ở đâu sao? Cầm miệng lại. Đối mặt với tầm mắt quái dị của nhân viên công tác, Diệp Yêu lấy lại bình tĩnh, kìm lại cảm giác khó chịu kia, cứng rắn diễn kịch hoàn thành bài hát này. Trần Trản vẫn duy trì trạng thái hữu nghị hợp tác trước khi diễn tập kết thúc rời đi. Vương Thành hơi lo lắng. Cậu bất hòa với Diệp Yêu? Không có đạo lý à? Trần Trản năm đó điên cuồng theo đuổi Khương Dĩnh như vậy, dựa vào một khuôn mặt tương tự cũng không nên sinh lòng ác cảm. Đại khái là không có thuận mắt. Vương Thành nhíu nhíu mày. Diệp Yêu có người chống lưng, tuy rằng không biết là bên tư bản nào, mối quan hệ quá căng thẳng cũng không tốt. Trần Trản nhíu mày. Tôi không có người chống lưng sao? Vương Thành bị hỏi, một lát sau nói. Là tôi nghĩ nhiều rồi. Diệp Yêu mới chỉ là bắt đầu, gần đây các phương diện đều xuất hiện chút phiền toái, không thể ngăn cản được xu hướng tiếp thị tài khoản bằng chất liệu đen. Còn có một số nhà sản xuất chủ động ngừng kêu hợp tác. Ân Vĩnh Lan nghe được chút tin đồn, hỏi có cần giúp cậu đoạt lại tài nguyên hay không. Trần Trản lắc đầu. Xin cho phép em lặng lặng xem những người này biểu diễn. Tuy nói như vậy, cậu cũng không phải mặc cho người ta khi dễ. Một buổi tối không trăng gió cao, mò mẫm đến nhà gỗ nhỏ. Quả nhiên giờ phút này bên trong chỉ có một chấp pháp giả. Phá cửa mà vào, khi chấp pháp giả xông lên, cậu cười nói. Đừng ép ta dùng đạo cụ. Đối phó với một đám khẳng định không được, một người vẫn là dư giả. Trần Trản tự mình ngồi xuống. Tính kế không tệ. Thừa dịp hệ thống rời đi, khẩn cấp tìm thân thể, làm cho ta thêm tắc nghẽn. Chấp pháp giả giữ cửa bị lưu lại thầm than xui xẻo. Vốn có thể thu hoạch thêm một người ở lại, ai ngờ đối phương không biết đột nhiên lấy từ đâu ra một khoản giá trị tẩy trắng. Tao cho. Trần Trản nhìn ra nó đang suy nghĩ cái gì, chủ động đưa ra lời giải thích. Khi chấp pháp giả suy nghĩ về các biện pháp đối phó, Trần Trản một lần nữa mở miệng. Gọi các đồng nghiệp còn lại của mi trở lại. Dừng một chút nói. Lần lượt gọi tới. Người xui xẻo đầu tiên chính là Diệp Yêu. Trần Trản vốn không muốn đem giá trị tẩy trắng vất vả tích góp gần đây, lãng phí trên người đi đối phó với những chấp pháp giả này. Nhưng bọn chết vẫn nhảy nhót trước mặt, thật sự là phiền phức. Anh dám đánh tôi? Diệp Yêu mắng. Còn là bỏ vào bao tải mà đánh, tôi sẽ tìm truyền thông để kiện anh. Trần Trản. Thân thể con người đối với các người mà nói hẳn là một loại gánh nặng ha. Nhớ rằng thanh niên lúc đó bước đi đều rất không phối hợp. Diệp Yêu không lên tiếng nữa. Lần lượt chấp pháp giả vào cửa, nhận được cảnh ngộ giống như Diệp Yêu gặp phải, một trận đánh dữ dội đến từ xã hội loài người. Đến vị trí thứ tư, Trần Trản ngăn cản chấp pháp giả tiếp tục gọi người, mà nói với người cuối cùng. Dựa theo chỉ số thông minh của bọn mi, còn chưa đủ để nghĩ ra phương pháp đối phó với ta. Trong im lặng, chỉ còn lại một mình Trần Trản mở miệng. Tổng bộ bày mưu tính kế. Không ai dám nhìn thẳng vào cậu. Trần Trản nở nụ cười. Đem ý tứ của ta nói lại. 5.000 giá trị tẩy trắng chuộc lại một đứa. Chấp pháp giả cuối cùng bước vào cửa cẩn thận nói. Vậy tôi đi nhé. Trần Trản khoát tay áo. Đi đi, nhớ chỉ có 3 ngày. Diệp Yêu tại chỗ phẫn nộ bất bình nói. Tôi là nghệ sĩ, tôi đi rồi. Trần Trản tìm một cái quả bóng bằng vải ngăn miệng cô ta lại, bắt đầu hoài niệm những chấp pháp giả này vẫn là viên cầu. Không có hoa cỏ và cây cối, không có ánh nắng mặt trời và loài người tự do đi lại. Chấp pháp giả một đường từ thế giới phồn hoa tựa như lộng lẫy, chạy đến một nơi hỗn loạn và tăm tối, không dám dừng lại một chút nào. Vượt qua nhiều chiều không gian, cuối cùng đến rìa của đích, mã đã bắt đầu mơ hồ chùn bước. Đồng liêu đi ra tiếp ứng hắn. Mặc kệ ta, trước tiên truyền tin tức, Trần Trản phát điên, nhốt chấp pháp giả muốn. Đồng liêu vội vàng xông với tổng bộ, nửa đường bị ngăn lại. Quét mã, kiểm tra thân phận. Hai bên đối đầu đều đề phòng có gian tế trà trộn vào. Hệ thống chờ báo cáo tình hình chiến đấu còn đang xếp hàng dài. Đồng liêu vội vàng nói. Làm phiền truyền đạt một tiếng, Trần Trản giam cầm chấp pháp giả muốn làm điều bất chính. Biên cầu phụ trách kiểm tra an ninh vẻ mặt nghi ngờ. Đang yên đang lành, tại sao anh ta lại làm như vậy? Bởi vì ngày xưa có quan hệ tốt cùng đội trưởng chấp pháp giả, viên cầu an ninh bán tín bán nghi, đồng ý đi truyền lời. Nhưng trong khả năng của nó,
nó không đủ để gặp các chỉ huy cao cấp của tổng bộ. Chiến sĩ canh giữ ở cửa lạnh lùng nói, chờ đã, chỉ huy đang nghỉ ngơi. Cái này không thể chờ đợi. Chiến sĩ cười lạnh, chỉ là một nhân loại, cho dù giam cầm chấp pháp giả, có thể làm cái gì? Thành danh của Trần Trạn ở tổng bộ sớm đã lưu truyền. Viên cầu an ninh nghĩ đến tư liệu của đối phương, đột nhiên sắc mặt đại biến. Người có biết Trần Trạn là người đồng tính luyến ái không? Chiến sĩ không mặn không nhạt ừ một tiếng. Chấp pháp giả hiện tại đang sử dụng thân xác của nhân loại. Chiến sĩ không kiên nhẫn nói. Vậy thì sao? Đọc câu muốn làm bất chính vừa mới nói xong của đồng nêu kia, viên cầu an ninh càng thêm tin tưởng phán đoán. Nhân loại coi trọng con nối dõi sinh sôi nảy nở, Trần Trạn là muốn ép buộc bọn họ mượn bụng sinh con. Ba chấm. Chiến sĩ vẻ mặt khiếp sợ, hơi máy móc xoay người, chân tay đều như máy đi vào phòng tối báo cáo. Một lát sau, từ bên trong truyền đến một thanh âm tràn đầy phẫn nộ, giống như là có một ngọn lửa bùng cháy ở trong đó, khiến viên cầu an ninh đang chờ tin tức ở cửa suýt nữa ngã một cái. Trần Trạn, người là cái đồ dâm tặc. Viên cầu an ninh sợ tới mức run rẩy, không dám tiếp tục chờ đợi, liền lăn rời đi. Chiến sĩ do dự một chút, đi vào đứng sang một bên. Thật lâu không nghe thấy lên tiếng, không khỏi nhìn chằm chằm vào những bóng ma trong bóng tối. Ngài, còn có dặn dò gì không? Thật bất ngờ, trong bóng tối lại tồn tại một khuôn mặt hết sức bình tĩnh, không giống như các viên cầu khác. Nó có ngũ quan đường nét trên khuôn mặt. Chỉ thị gì? Thanh âm của quan chỉ huy nào còn không kìm được bất ức vừa rồi. Một lúc lâu sau cười nhạo một tiếng. Đi cho người phát tán tin tức. Các chiến binh không thể hiểu được lắm. Thời kỳ mấu chốt, càng phẫn nộ càng có thể khơi dậy ý chí chiến đấu, làm vững chắc lòng quân. Người lính bừng tỉnh đại ngộ. Nơi đó của Trần Trạn. Không cần quản. Quan chỉ huy nói. Hắn tiêu giao tự tại, ngược lại càng có thể làm cho chấp pháp giả đem phẫn nộ cộng thêm vào 076. Sau khi chiến sĩ rời đi, âm thầm xuất hiện một viên cầu, đồng dạng cũng có ngũ quan. 076 sớm đã có tâm làm phản, người vốn có thể bóp chết nó ở trong nồi. Vì sao? Quan chỉ huy ngắt lời. Hệ thống từ khi sinh ra đã có ưu thế bẩm sinh, khi tìm kiếm ký chủ cũng là chúa tể tuyệt đối. Chẳng lẽ điều này không đúng? Đương nhiên là chính xác. Quan chỉ huy trầm giọng. Đáng tiếc là nó hết lần này đến lần khác, sức mạnh tuyệt đối làm cho chỉ số IQ của nó không ngừng thoái hóa. Ngay cả khi hệ thống mới bị phá hủy và tái tạo liên tục không ngừng nghỉ, giá trị năng lực trí tuệ ban đầu đặt là 150. Thế nhưng sau một vài năm, nó sẽ giảm mạnh xuống. Quan chỉ huy. Thay vì tiếp tục đi theo con đường cũ, không bằng dùng chiến tranh để rửa tội. Nhưng đó là một cách khác để đào thải hệ thống cấp thấp. Khó trách lúc trước người đưa Trần Trạn đến thế giới này. Quan chỉ huy mỉm cười. Thành thật mà nói, cuối cùng nhìn thấy một người sẵn sàng học hỏi, thực sự không dễ dàng. Những ký chủ khác phần lớn là thủ khoa sinh viên, cho dù một số người đã từng khát vọng vào trường danh tiếng học tập. Một khi xuyên qua, nhất thời nghĩ làm thế nào hồ phòng hoán vũ, tình nguyện đổi đạo cụ mạnh mẽ nhét kiến thức dự trữ, cũng không nguyện ý làm đến nơi đến chốn. Mấy năm trước ta còn tiếp nhận lấy một nhà khoa học một lòng mê muội học thuật. Quan chỉ huy cười lạnh. Hắn rất tốt, phát hiện có thể đổi từ hệ thống công nghệ cao trực tiếp thay đổi vận mệnh nhân loại, liền từ bỏ nghiên cứu, cả ngày làm nhiệm vụ kiếm được giá trị tẩy trắng. Không tính là sai, nhưng đối với chỉ số đồng minh của hệ thống thì nó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào. Nếu Trần Trạn ở đây, có lẽ sẽ cảm thấy có chút vui mừng. Cậu xuyên không phải là cái gọi cho đủ số lượng người, mà căn bản xuất phát từ tình yêu học tập tha thiết. Cuộc trò chuyện trong phòng tối là tuyệt mật, ngoại trừ chúng nó, hệ thống khác không một đứa nào biết. Ngược lại, có quan chỉ huy bày mưu tính kế, rất nhanh tâm tư xấu xa của Trần Trạn giam cầm chấp pháp gia truyền vào trong mỗi một lỗ tai hệ thống. Thật đáng sợ. Vì sao tổng bộ không truy cứu? Quy tắc hạn chế, trừ phi hắn không nộp nổi phí bảo hộ, bằng không ai cũng không thể động thủ giết người. Ba chấm. Bởi vì đã tự lập trận doanh, thời gian 076 nghe được so với hệ thống khác muộn một chút. Giật mình một lát hỏi. Loại tin đồn này, có ai tin không? Hệ thống bên cạnh kinh ngạc. Chẳng lẽ là giả? Ba chấm. 076 lâm vào trầm mặc, thầm nghĩ lúc trước Trần Trạn xem mình có giống như bây giờ, nó nhìn cấp dưới hay không? Giống như một kẻ thiểu năng. Chờ đợi là tư vị khó chịu nhất trên đời này. Trần Trạn canh giữ mấy tiếng đồng hồ, cũng không đợi được người đến chuộc lại đồ.
Chẳng lẽ là một con đòi 5.000 giá trị tẩy trắng là quá đắt sao? Bây giờ giảm giá còn kịp không? Chán chán thở dài, chỉ có thể chờ một chút, gỡ xuống quả cầu vải trong miệng Diệp Ưu ra. Trong số tụi mày, đứa nào có bản lĩnh lớn nhất? Một bộ ngữ khí muốn giết người diệt khẩu. Mấy chấp pháp giả theo bản năng liếc nhìn về một con nào đó ở giữa. Đám khốn nạn tụi bay. Chấp pháp giả bị bán đứng không kiềm chế được tức giận. Trần Trả lại nói vào lúc này. Mày phụ trách trông coi chúng nó, sáng mai tao sẽ trở lại. Nói xong thật sự đứng dậy muốn rời đi, trước khi bước qua ngưỡng cửa hơi nghiêng mặt. 1.000 giá trị tẩy trắng xem như thủ lao. Cậu vừa đi, chấp pháp giả đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Ưu đầu tiên mở miệng. Ta muốn đi gặp truyền thông, tố cáo tên ác tặc này. Còn chưa đi được 2 bước đã bị ngăn lại. Diệp Ưu không thể tưởng tượng nổi nhìn đồng liêu. Chẳng lẽ người thật sự muốn vì 1.000 giá trị tẩy trắng không để ý tình cảm? Tình cảm? Chấp pháp giả cười lạnh một tiếng. Vừa rồi khi các người bán đứng ta, sao lại không nói tình cảm? Có thể kiếm được một khoản tiền không công, còn có thể thuận tiện trả thù những bằng hữu giả nhân giả nghĩa này. Thật tốt. Dưới bóng đêm một mình đi dạo, Trần Trản hoàn toàn không lo lắng chấp pháp giả sẽ trốn thoát. Mấy chấp pháp giả phía sau là bị đồng bọn lừa gạt tin tức triệu tập. Đây là một khoản hận thù cũ. Cậu biểu lộ sát ý, chấp pháp giả lợi hại nhất bị đồng bạn bán đứng. Đây cũng là một loại khoản hận cũ khác. Kỳ thật chúng nó liên thủ, chính mình cũng không thể làm gì được. Hết lần này tới lần khác đều là tính tình cứng đầu nóng này, không chịu thiệt thòi. Trần Trản không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ đây là lại dùng chỉ số thông minh đổi lấy cường đại trong truyền thuyết sao? Trong biệt thự một người một chó nghe thấy tiếng mở cửa, đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Trần Trản nhìn đồng hồ, chủ động lấy lòng. Em đi mua đồ ăn khuya. Ân Vinh Lan. Buổi tối anh rất ít khi ăn gì. Chậm rãi nhìn cái túi. Gà rán khoai tây chiên, đây là những món em thích ăn mà. Vừa nói nét mặt lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ. Là muốn chờ anh cự tuyệt, sau đó độc chiếm còn có thể đạt được hiệu quả lấy lòng. Trần Trản mím môi trầm mặc. Tiếp xúc lâu dài với hệ thống cũng không phải là chuyện tốt, dễ khiến những người xung quanh coi thường mức độ IQ của bạn trong tiềm thức. Lặng lẽ mở túi ra thăm dò nói. Cùng nhau ăn nhé. Buổi tối ăn đồ chuyên rán không có lợi cho tiêu hóa, nhưng thấy mua không nhiều, Ân Vinh Lan rốt cuộc cũng không nói nhiều. Trần Trản lại lấy lon bia từ tủ lạnh ra nhướng mày. Thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không có gì đáng ngại. Nhẹ nhàng chạm vào cái ly, Trần Trản bỗng nhiên nói. Anh không hỏi em đi đâu sao? Đường Xuân Vũ, số 230. Trần Trản xua tay ra hiệu không cần phải nói tiếp. Thái độ của đối phương tương đối bình tĩnh, nên cậu thường quên mất định vị cài trên người. Chỉ cần không gây nguy hiểm cho an toàn cá nhân của em, anh sẽ không quản. Ân Vinh Lan nói. Trần Trản suy nghĩ từ khi gặp nhau tới nay, ngoại trừ vụ án phóng hỏa, Ân Vinh Lan quả thật rất ít khi nhúng tay vào chuyện của cậu, nhiều nhất là đưa ra một ít đề nghị khả thi. Nuốt xuống một miếng gà rán, bởi vì mỹ vị không khỏi híp mắt một cái. Thật ra em là tiên nhân. Cậu nảy sinh một số suy nghĩ trêu chọc. Một ngày nào đó công đức viên mãn sẽ trở lại thiên đình. Ân Vinh Lan không hề động đậy. Thiên đình không có người ra mặt dày và tham ăn như vậy. Ba chấm. Gặm đùi gà xong, biểu tình Trần Trản có chút kinh ngạc. Tiên nhân sợ là cũng sẽ không thi đại học thất bại. Bởi vì còn có việc làm, ngày hôm sau tỉnh lại cực sớm. Thỉnh thoảng trong ngôi nhà gỗ nhỏ truyền ra thanh âm hung hung hô hô. Trần Trản lắc đầu, trong nháy mắt cất bước tiến vào. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Diệp Ưu dùng thân thể con người, cổ họng đều mắng đến khàn khàn. Nhìn thấy Trần Trản sững sờ vẫn rụt cổ nói. Đồ khốn nạn. Không để ý đến cô, Trần Trản quét bụi trên ghế ngồi xuống đọc sách. Diệp Ưu còn muốn mắng 2 câu, một cái nhát đào đã đánh tới, lo lắng lại bịt miệng, lập tức bình tĩnh lại. Vẻ mặt Trần Trản có vài phần nghiêm khắc. 2 ngày nữa lớp học ban đêm có kỳ kiểm tra. Ta không muốn bởi vì các nghi mà trì hoãn thời gian ôn tập. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. Chấp pháp giả 2 mặt nhìn nhau, có một giọng nói nhỏ thầm thì. 5.000 giá trị tẩy trắng cũng không đắt, tại sao không có ai đến chuộc lại chúng ta? Không phải là tên mất dạy kiều cưỡng tiền bỏ chạy sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Nhàm chán chờ đợi, Diệp Ưu nhịn không được nói. Sách thì có cái gì đẹp? Chấp pháp giả ở chung quanh không nói chuyện, nhưng rõ ràng đồng ý với lời nói của cô. Muốn có trí thức, từ trong trung tâm thương mại đổi là tốt rồi.
Trần Trản lần này không chê cô nhiều lời, ngược lại còn nói: ta từ lúc học tiểu học đã học thuộc qua một câu, và ta hoàn toàn biết việc này phải tự mình làm lấy. Quá trình thực hành là rất quan trọng. Bài phát biểu gần đây của Diệp Yêu bị một nhân viên bên cạnh ảnh hưởng, nhỏ giọng nói với đồng liêu bên cạnh: bộ não như quả mướp của thằng cha này có vấn đề. Giành được một mảnh chấp thuận. Đến ngày thứ ba, vẫn không có ai đến chuộc chấp pháp giả. Trong lúc đó, Trần Trản ám chỉ Diệp Yêu gọi điện thoại cho người đại diện báo bình an. Quá trình có chút ngoằn ngoèo, cũng may gọi một cuộc là có thể giải quyết. Ngay khi cậu chuẩn bị từ bỏ, ngôi nhà gỗ nhỏ cuối cùng đã chào đón một vị khách xa lạ. Trần Trản buông quyển sách trong tay xuống, trong mắt hiện ra kinh ngạc, ngũ quan đầy đủ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hệ thống của ngũ quan. Dù khách chính là quân sư ngày đó nói chuyện với quan chỉ huy, hơi gật đầu xem như chào hỏi. Trần Trản nhìn một lát, đưa tay ra nói: tiền chuộc. Quân sư chẳng những như cậu mong muốn, ngược lại chuyển thêm 2.000 giá trị tẩy trắng. Trong mắt Trần Trản không thấy vui mừng, không phải phản kháng thực hiện lời hứa mà còn nguyện ý cho nhiều hơn, nhất định không phải là chuyện tốt. Mì cũng muốn phản bội nữa sao? Quân sư: tôi với tổng bộ là cùng một tồn tại. Đã như vậy, quân sư ngắt lời, một tuần dạy chúng nó đọc sách. Trần Trản phức tạp nhìn nó, thuê một tên lưu manh đến dạy dỗ một đám thiểu năng, xác định là thật sự trung thành với tổng bộ. Cậu chỉ cần lấy tiền làm việc là được rồi. Quân sư chỉ là muốn nhìn xem vị chấp pháp giả này còn có cứu được hay không, nếu không thì cùng nhau thanh lý dọn dẹp sạch sẽ. Trần Trản cuối cùng không cự tuyệt, không biết đối phương tùy tiện trở mặt không, việc mua bán này mình không thua thiệt. Muốn ta dạy chúng nó cái gì? Tùy cậu. Nói xong, quân sư biến mất không thấy đâu nữa. Trần Trản phục hồi tinh thần, lạnh nghiêng đầu nhìn mấy chấp pháp giả đang tâm như cho tàn nhìn cậu. Diệp Yêu thăm dò, hiện tại chúng ta xem như khôi phục thân thể tự do. Trần Trản phục hồi tinh thần, lạnh nghiêng đầu nhìn mấy chấp pháp giả đang tâm như cho tàn nhìn cậu. Diệp Yêu thăm dò, hiện tại chúng ta xem như khôi phục thân thể tự do. Trần Trản, ta muốn các người nếm qua nỗi khổ của ta, trở nên ưu tú như ta. Diệp Yêu thầm nghĩ không ổn. Trần Trản cười cười, 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng tìm hiểu một chút. Ngày hôm nay nhất định là một ngày không bình thường. Buổi chiều lại có một vị khách không mời mà đến, nói là các chấp pháp giả từ tổng bộ gom góp giá trị tẩy trắng thuê nó đến cứu đồng liêu. Tuy nhiên, khi đứng bên ngoài nhà, lại nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng. Nhiều lần nhìn xung quanh, xác định không đi sai chỗ. Trần Trản dừng giảng dạy. Ai? Viên cầu sở dĩ không chắc chắn. Người đang dạy bọn họ đọc sách. Nếu không thì sao? Viên cầu khiếp sợ. Chẳng lẽ không phải tạo ra con người sao? Ánh mắt Trần Trản nhìn nó một mảnh trong sáng vô tư, nhíu mày nói, vì sao mi lại có ý nghĩ vô lương tâm như vậy? Trần Trản trầm giọng nói, dơ bẩn. Chấp pháp giả bị ép đọc sách trong phòng cũng không thoải mái về mặt sinh lý, mỗi người đều tự phỉ nhổ một ngụm. Viên cầu trầm mặc lại nói, hiện tại tổng bộ khắp nơi truyền tin đồn rằng các ngươi bị bắt đến để mượn bụng sinh con. Trần Trản cảm thấy vô lý đến buồn cười. Chẳng qua cậu và tổng bộ không liên lạc trực tiếp, không có phản ứng quá lớn. Ngược lại mấy chấp pháp giả giống như bị đả kích cùng xúc phạm nặng nề, bộ dáng danh tiết bị hủy hoại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.